vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Sinh nhật Sĩ Thanh, Huỳnh Phương đưa bạn gái đi du lịch ở Phan Xipang. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, cặp đôi sắp xếp chuyến du lịch tình tứ bên nhau trong ngày đón tuổi mới. Nhân dịp mừng sinh nhật của bạn gái, Huỳnh Phương đưa Sĩ Thanh đón tuổi mới tại nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Nam diễn viên hài cùng bạn gái đón không khí lạnh trên đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nam diễn viên hài Pháp TV đã chia sẻ hình ảnh hạnh phúc không kém phần ngọt ngào bên Sĩ Thanh. Kèm đó lời chúc ngắn gọn và đầy tình cảm, anh viết chúc mừng sinh nhật em yêu. Có thể thấy với thời tiết lạnh lẽo tại Lào Cai, cả hai đang có những ngày vui vẻ bên nhau đúng dịp gần Noel. Thời tiết ở đỉnh Phan Xipang xuống âm 1 độ C làm nước đóng băng. Trong ảnh cặp đôi tạo dáng đầy ngọt ngào và có cử chỉ âu yếm thể hiện tình cảm mặn nồng. Ngay bên dưới bài viết, nam diễn viên hài Tiến Luật và Trung Lùng cà khịa Huỳnh Phương khi đi chơi cùng bạn gái. Tiến Luật đưa nhau lên đỉnh rồi hạ chú. Xuống rồi anh ơi. Chứ đừng đỉnh hoài mệt lắm, đầu năm con trai cuối năm con gái. Nhé sát thủ máu lạnh. Vô một khúc luôn. Trầu thấy bà chứ vô gì anh. Diện váy dài quét đất, Sĩ Thanh suýt gặp sự cố trên thảm đỏ. Huỳnh Phương và Sĩ Thanh chính thức công khai mối quan hệ yêu đương đến với công chúng sau 3 tháng hẹn hò. Từ khi bày tỏ chuyện tình cảm đến hiện tại, cặp đôi luôn nhận nhiều sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Họ cũng chẳng còn ngần ngại hay khép kín mà luôn thoải mái dù bất cứ chốn đông người. Mỗi dịp lễ đặc biệt, cả hai mạnh tay chia tiền mua những món đồ hàng hiệu đắt đỏ dành cho nhau như túi thời trang, nịt, giày và xe hơi. Nam diễn viên hài thường xuyên thắp tùng bạn gái đến sự kiện. Cách đây vài ngày, trong một chương trình lớn diễn ra, cả hai không rời nhau nửa bước. Như thường ngày, nữ ca sĩ được bạn trai chăm sóc kỹ lưỡng, cặp đôi đã trao cho nhau những cử chỉ thân mật ngọt ngào. Nam diễn viên hài âm thầm phía sau giúp đỡ bạn gái trong lúc di chuyển khó khăn với chiếc váy khá dài. Có thể thấy từ khi yêu Sĩ Thanh, Huỳnh Phương thay đổi gu thời trang, anh luôn chịu khó chiều lòng bạn gái mà trước đây chính bản thân chưa làm được, như chụp ảnh tạo dáng, tập tành nấu ăn hay thường xuyên tham gia sự kiện. Những khi rảnh rỗi, anh luôn dành thời gian để chăm sóc và đi chơi cùng Sĩ Thanh. Trong ngày sinh nhật mẹ của bạn gái, nam diễn viên hài ra mắt gia đình và đi ăn vui vẻ. Cô hài hước nói, sinh nhật má 5 năm trước, má có 2 đứa và 2 bé cún. 5 năm sau, má có 4 đứa và 8 bé cún. Chúc mừng sinh nhật má yêu. Người hâm mộ còn hy vọng cặp đôi sớm về chung nhà khi chuyện tình yêu đủ chín mùi.